xuống nha. Hồi nãy có ngậm không? Có. Hồi nãy ban đầu là có rồi, còn vừa rồi không có. Không có hả? Rồi, khỏi đi, khỏi đi. Rồi, chào mọi người cái nè. Hello mọi người nha, xin chào mọi người. Hôm nay anh em tôi bù đặt chợ cá, hôm tôi nay chợ bộn với nghề bữa lâu quá, bỏ mấy tháng anh em bù đặt chợ cá. Tay chân hủng rũng hết, hôm nay thập tạ. Rồi, này là chính sói, giới thiệu mọi người, đây là chính sói. Muốn biết tôi là ai? Để đón xem thập tạ. Nghĩ hỏi cái ghê vậy. Không biết tôi là mưa ai nước ấy lục quân cùng kem. Anh cười, anh cười. Bảo đại ca. Đó là người của mình đó. Mày mới vô chưa không biết. À, anh em, anh em. Chào mừng các bạn lại trở lại với lại Lý Kiệt Official. Trường qua Thanh Thắng này. Cái nhà Thanh Thắng chào là kênh của em. Hello, 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 hello Lý Kiệt Official nha. Yeah. Em nhớ ghé bộ đồ cho cá xem nha. Thì chưa quá, mỗi lần quá. Thấy gì sao sao hết ta. Lâm Minh Cường. Hello mọi người. Mọi người nhớ ủng hộ kênh Lý Kiệt Official nha. Nhớ kéo qua bộ đồ cho cá xem phim. Cảm ơn anh nha. Anh cũng là một người anh rất tốt. Cảm ơn tấm lòng tóc ổi của anh rất là nhiều. Đây, anh trai tôi Lâm Minh Cường. Một diễn viên hành động cũng rất là có nem có chả trên á. Anh bao cua không được. Đây một giang hồ giống ca sĩ quá. Đây nè, anh Lâm Minh Cường. Cái nhìn né ống kính không vậy anh? Một quả đầu rất là hot các bạn. Các bạn thấy kỹ đó, nhìn những nguyên sát bù tạc kiểu tim á, trời ơi, nhất là vết chém này nè. Mọi người nhớ đăng ký kênh Lâm Minh Cường Official nha. Có Lâm Minh Cường Official đó à. Anh PR hơi bị VIP. Đó, đây là cái team của anh em chúng tôi đang quay lại cái hậu trường của bùa đời chợ cá ha. Cả nhà ơi. Đại viên anh Quang. Anh Quang mới mua con xe này bao nhiêu tiền anh Quang? Anh mượn cái tiền nó mua. Anh kiềm tốn khéo quá. Anh em anh Quang mới vừa mua cái xe này. Cả nhà mình anh Quang còn thiếu nợ ai á, tới đòi giùm nghe. Bởi vì anh Quang mới mua con xe này hơi bị professional nha cả nhà. Xe ghê đủ. Diễn viên mà nói tục quá trời quá đất. Tháo chiếc nhẫn ra luôn. Thank you.
mày lại đây. Tao nói mày lại đây. Ông đang cầm nước nè. Đưa đi nước cho tao. Mày bị đứa nhập cái kiểu nổ cái màu này đâu. Mẹ tôi con thì mà quen dễ sợ luôn. Nè. Coi vậy mà nhát như mày. Uống cả đây. Uống. Uống. Má. Được mà. Mới nào các bạn. Giờ uống cái này vô. Phải chung đủ tiền và không được chậm trễ. Này ông già. Đi. Lọc sáng vô lọc. Này ông già. Đi nước rồi tụ. Lọc sáng vô xíu lọc. Tao uống được không?